Nguyễn Trần Duy Nhất đụng độ đối thủ đáng gờm tại giải Muay quốc tế MTGP Việt Nam Championship 2023. Bạn võ sĩ Thái Lan này là một người đang thi đấu những cái đấu trường chuyên nghiệp tại Thái rất tốt, và đặc biệt hơn nữa và với cái thể hình chiều cao của bạn võ sĩ Thái Lan này thì hơn Nhất rất là nhiều, thì Nhất đánh giá cao bạn võ sĩ này. Ngày 29 tháng 12, sự kiện Muay Thái Grand Prix The Homecoming sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu Rạch Miễu, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sân chơi đáng chú ý cuối cùng của võ thuật Việt trong năm 2022. Theo thông báo từ ban tổ chức, tổng cộng 12 trận đấu sẽ được diễn ra và có sự góp mặt của hàng loạt cái tên đáng chú ý. Nhà vô địch thế giới Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ chạm trán cùng đối thủ Bonpita đến từ Thái Lan tại hạng nhẹ. Bạn võ sĩ Thái Lan này là một người đang thi đấu những cái đấu trường chuyên nghiệp tại Thái rất tốt, và đặc biệt hơn nữa và với cái thể hình chiều cao của bạn võ sĩ Thái Lan này thì hơn Nhất rất là nhiều, thì Nhất đánh giá cao bạn võ sĩ này, và Nhất cũng đã xem những cái clip mà anh ta thi đấu, và anh ta cũng đã có cho mình khá là nhiều trận chiến thắng, và đặc biệt là sở trường là đánh sát, đánh những kỹ thuật đánh gối tận chiến rất là tốt, cho nên là bản thân của Nhất cũng đang chuẩn bị và sẵn sàng cho trận đấu này. Đây là một giải đấu chuyên nghiệp và bản thân của Nhất cũng sẽ tạo một cái bước đệm cho năm 2023. Tại giải đấu này thì Nhất cũng sẽ sang năm 2023 thì mình sẽ bước sang những cái giải đấu Muay Thái chuyên nghiệp nhiều hơn, và giải đấu này chính là một trong những cái giải đấu mà đánh dấu Nhất quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp của Muay Thái. Trương Cao Minh phát đối đầu với Tenzi tới từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, Lê Hoàng Đức, Huỳnh Hà Hữu Hiếu, Nguyễn Thanh Tùng cũng sẽ góp mặt. Sự kiện sắp tới là bước khởi đầu của giải MTGP tại Việt Nam. Kể từ tháng 3 năm 2023, giải đấu MTGP Việt Nam sẽ được tổ chức giúp các võ sĩ Việt có thêm cơ hội thi đấu đỉnh cao, cọ sát cùng những đối thủ hàng đầu thế giới. Được biết, MTGP có trụ sở đặt tại Anh và được đánh giá là một trong những giải võ thuật chất lượng nhất châu Âu. Những cái tên thuộc top đầu thế giới như Liam Harrison, Charlie Peters, Evan Jay, John Wayne, Damien Chino từng góp mặt tại MTGP. Bên cạnh cái trận đấu của Nhất thì có một trận đấu sau trận đấu của Nhất, đó là main event thì của hai võ sĩ người Thái Lan, thì có một bạn đã tập trung với Nhất cũng khá là lâu và mình cũng đánh giá cao võ sĩ này, và có lẽ đó là một trong những cái trận đấu sẽ rất là hay nhất trong đêm. Trong làng Muay Thái ở thế giới thì Nhất rất là thích cái lối đánh của Bu Cậu. Bu Cậu là một người rất là khỏe cũng như là thể hiện những cái lối đánh rất là quyết tâm. Bên cạnh đó là một người nữa, đó chính là Senchai. Senchai thì cái kỹ thuật cũng như là cái độ mềm dẻo rất là tốt, và tính đến thời điểm bây giờ 42 tuổi rồi mà Senchai vẫn còn thi đấu. Trong thời gian 10 năm hoạt động, MTGP đã phát triển hệ thống thi đấu tổ chức hơn 50 sự kiện ở 15 quốc gia, ghi nhận thành tích cho hàng loạt võ sĩ trên khắp thế giới, qua đó trở thành một trong những giải đấu hàng đầu tại châu Âu. Hồi tháng 5 vừa qua, MTGP cũng trở thành đối tác chính thức của giải võ thuật hàng đầu châu Áo ăn Championship trong việc tìm kiếm các tài năng ở châu Âu. Các vận động viên sẽ thi đấu ở 12 hạng cân, trong đó có 9 hạng cân bán chuyên nghiệp và 3 hạng cân chuyên nghiệp. Võ sĩ giành chiến thắng trong các trận đấu bán chuyên nghiệp được thưởng 10 triệu đồng. Võ sĩ giành chiến thắng trong các trận đấu chuyên nghiệp được thưởng 35 triệu đồng. Nhà sáng lập MTGP gốc Việt Philip Tiêu chia sẻ, việc tổ chức giải đấu tại Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt với MTGP, bởi ở đây không chỉ là sự trở về với quê hương, mà còn mong muốn một giải đấu được tổ chức quy mô hoành tráng theo tiêu chuẩn quốc tế. Sự hợp tác tổ chức với VTV Cup và Liên đoàn Muay Thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần đưa bộ môn Muay tại Việt Nam lên những cấp độ cao nhất. Bạn không nghĩ Duy Nhất sẽ tiếp tục mang về những thành tích tự hào cho Việt Nam trong mùa giải mới này? Hãy chia sẻ bên dưới phần bình luận nhé! Đừng quên ấn đăng ký kênh để xem các trận đấu hấp dẫn sắp tới của Nguyễn Trần Duy Nhất.